Xin chào các bạn, hiện nay đại dịch Covid đang dần được khống chế, trẻ em bắt đầu quay trở lại trường học. Nguy cơ nhiễm bệnh khi trẻ đi học trực tiếp sẽ không nhiều nếu nhà trường, thầy cô, phụ huynh cùng phối hợp để có sự chuẩn bị tốt, giúp trẻ an toàn khi quay trở lại trường, cho dù có nhiều biến thể Covid-19 xuất hiện. Vậy, chăm sóc sức khỏe khi trẻ trở lại trường học ra sao? Trong video này, chúng tôi xin giới thiệu một số gợi ý để chăm sóc, bảo vệ trẻ khi trẻ quay trở lại trường học. Chúng ta cần chú ý 4 nhóm thực phẩm. Về dinh dưỡng, đối với bữa sáng, phụ huynh cần chú trọng đầy đủ chất dinh dưỡng vì đây là nguồn cung cấp năng lượng cho trẻ hoạt động và học tập hiệu quả tại trường. Cần dành đủ thời gian cho trẻ ăn sáng tại nhà, có thể đánh thức trẻ dậy sớm hơn 10-15 phút để trẻ không phải ăn sáng trong tâm trạng vội vã. Phụ huynh nên chuẩn bị bữa sáng với đầy đủ 4 nhóm thực phẩm như chất bột đường, chất béo, chất đạm, vitamin và chất khoáng. Không phải là những thực phẩm ăn nhanh mua vội trên đường đi học, không vừa đủ dinh dưỡng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bữa trưa nếu trẻ không phải học 2 buổi tại trường, không thể đón trẻ về nhà thì một trong những biện pháp giúp trẻ an toàn khi trở lại trường học là cho trẻ mang theo hộp cơm ăn tại trường. Hiện nay thời tiết đang khá nóng và oi bức, trẻ vận động sẽ đổ mồ hôi dẫn đến thiếu nước và điện giải. Vì vậy chúng ta cần lưu ý chuẩn bị đủ nước như nước lọc, nước trái cây, nước có điện giải và chất xơ, vitamin cho khẩu phần ăn mang theo. Cần lưu ý chuẩn bị các phương tiện bảo quản thức ăn cho trẻ, tránh tình trạng thức ăn bị hư hỏng do thời tiết nóng bức. Với bữa tối, đây là bữa ăn hạnh phúc nhất trong ngày vì cả gia đình được ăn cùng nhau. Nên chuẩn bị những món ăn ngon miệng, hợp với khẩu vị trẻ, đủ dinh dưỡng. Cần lưu ý giờ ăn tối phù hợp khoảng 1-2 giờ sau khi từ trường về để trẻ không quá đói. Thứ hai, thay đổi thói quen vận động, ngủ đủ giấc. Trong thời điểm giãn cách xã hội, hậu quả trẻ càng ngày càng lười vận động, thụ động và tỷ lệ béo phì, mắc tật khúc xạ tăng cao. Phụ huynh nên hạn chế tối đa việc cho trẻ sử dụng thiết bị điện tử ngoài giờ học online. Vận động trong nhà, tìm mọi cơ hội cho trẻ được vận động vừa sức như yêu cầu trẻ phụ giúp việc làm tại nhà. Để chuẩn bị cho trẻ đi học trở lại, chúng ta cần rèn lại cho trẻ có giờ giấc ngủ hợp lý, thời lượng ngủ trong ngày hợp lý như sau: trẻ mầm non 10-13 giờ, trẻ tiểu học và trung học cơ sở 9-11 giờ. Trung học phổ thông 8-10 giờ. Cần lưu ý giấc ngủ trưa có thể ngắn nhưng giúp trẻ học hiệu quả vào buổi chiều. Trẻ cần đi ngủ sớm vào buổi tối khoảng 21 giờ để não trẻ được nghỉ ngơi. Qua đó, trẻ có thể thức dậy sớm vào sáng hôm sau để chuẩn bị một ngày học tập mới. Không cho trẻ dùng các thiết bị điện tử ít nhất 1 giờ trước khi đi ngủ. Trên đây là những gợi ý để chúng ta chăm sóc sức khỏe cho trẻ tốt hơn khi trở lại trường. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, may mắn và bình an.